Vỏ chai rượu ngoại Xuân Thiện kính chào anh em nha. Hôm nay giới thiệu với anh em bộ sưu tập vỏ chai rượu của Nhật Bản nha. Đây là chai Hibiki Master Limited, một phiên bản rất là cao cấp, hoa văn hoa anh đào của Nhật Bản rất là đẹp nha. Chai này là thuộc hàng cao cấp nha anh em, rất là đẹp. Đây là một cái chai Limited nữa, năm 2023, mừng xuân 2024 nha anh em. Chai này cũng là của đất nước Nhật Bản nha. Cái dòng rượu Hibiki này thì đạt rất là nhiều cái giải thưởng trên thế giới rồi, một trong những cái thương hiệu mới nổi của Nhật Bản nha. Đây là Hibiki 21 có hình ngọn núi Phú Sĩ nha. Hoa văn thì in trực tiếp lên chai luôn, cái này thì không bao giờ phai nha anh em, nó không phải dán đâu, cái này là in đó, mạ vàng đó, rất là đẹp ha. Còn sau đây là những cái loại chai cũng thuộc hàng có giá trị nhưng mà không có bằng những cái dòng limited nha anh em. Đây là chai Hibiki 17 nha. Đây thì dành cho những anh em nào mà sưu tầm chưa có những cái dòng này thì mình sẽ sưu tập để cho nó đầy đủ cái bộ Hibiki của mình ha. Những cái loại này thì như 17 này thì cũng ít có nha anh em. Dòng 17 này thì cũng ít có. Những loại này thì đã ngưng sản xuất rồi nha anh em. Đây thì loại bình dân, Hibiki thường. Những cái loại này thì nó là bình dân nhưng mà giá trị thì cũng 3-4 triệu đổ lên. Tiệm mình thì từ hướng Sài Gòn đi về nha anh em, mé bên tay phải luôn, ngay chân cầu luôn nha anh em. Đó, anh em ghé tiệm thì cứ gọi trước cho mình để mình đón ha. Số điện thoại thì có trong hồ sơ của mình nha anh em. Đó. Không riêng gì Hibiki mà còn rất là nhiều dòng khác nha anh em. Cửa hàng của mình rất là nhiều loại chai nha anh em. Cảm ơn.